Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube của Thái Ngô Capital. Xin chào tất cả các bạn ở bên Nhật Bản, Hàn Quốc và tất cả các bạn ở cả ba miền đất nước của chúng ta nha, Bắc Trung Nam. Và như thường lệ đó mọi người ạ, thì chúng ta đã có những cái video nhận định thị trường hàng ngày vào khoảng là khung giờ 4 giờ mấy đến 5 giờ là mình sẽ cố gắng mình làm để cho mọi người là theo dõi ha. Và cũng nhiều đêm mình suy nghĩ rồi, và ngày hôm nay bắt đầu mình nhận được quá nhiều câu hỏi. Ví dụ như ha, cái video này mình cũng nhận được khoảng trăm mười mấy bình luận mọi người ạ. Nói chung mỗi một ngày là chúng ta nhận được rất là nhiều bình luận trên cái kênh YouTube của Thái Ngô Capital, và càng ngày thì mình nhận thấy được rằng á là mình nỗ lực và ít nhiều các bạn đã có kết quả. Và trong vòng 3 tháng rồi ha, chỉ có 3 tháng vỏn vẹn thôi các bạn ơi, và cái kênh YouTube của chúng ta đó mọi người đã vươn lên là một trong những cái top kênh YouTube tại Việt Nam, được nhiều bạn, nhiều cô chú, nhiều nói chung là khắp tất cả mọi miền người ta biết đến ha. Và những cái nỗ lực của mình dần dần nó có kết quả. Và bên cạnh đó mình nhận được quá nhiều câu hỏi của mọi người về những cái chuyện căn bản, và mình đã thấy được trong quá trình mà mọi người đi, mọi người vấp phải những cái lỗi, những cái gì mà nó làm cho mọi người mất tiền, đau thương trên thị trường ha. Thì thật sự mà nói á, trong cuộc sống này mọi người ơi, ai cũng làm để lao động, để kiếm tiền một cách chân chính và xứng đáng. Và mình cũng như vậy thôi. Bên cạnh đó ha, mình còn nghĩ rằng á, hy vọng biết đâu cái kênh YouTube của chúng ta càng ngày càng phát triển thì á, cái số lượng người ta biết đến với mình nó càng ngày càng nhiều. Và mọi người biết không ạ, trong nguyên cái quá trình vừa qua là đôi khi á, là chúng ta mình nhìn lại ha, cái đây là trải lòng mình chỉ khoảng 2 phút thôi để bắt đầu một cái chuỗi video tự học chứng khoán, mình hướng dẫn cho tất cả mọi người, những cô chú lớn tuổi cũng biết được nè, những người anh chị mới vào thị trường F0 cũng sẽ biết được ha. Bởi vì á, mình rất là mong muốn thế này, chúng ta sẽ có một cái sân chơi, một cái cộng đồng thật sự mà nói ha, nó văn minh, lịch sự và tử tế. Và mình tin chắc rằng á, mình sẽ trao cái điều tử tế này thì mình sẽ đón nhận lại điều tử tế trong tương lai thôi. Và hiện tại nha, cái kênh YouTube của mình hiện tại mới phát triển như thế này ha, mình nhận được quá là nhiều cái tình cảm, yêu thương, rồi những cái món quà. Ngay cả như ha, trong quá trình mình nhận định thị trường hàng ngày á, có nhiều anh chị đã gửi những món giờ, món vật chất, những món quà. Thật sự mà nói á, có to có nhỏ gì đó, nhưng mà đối với mình đều thật sự rất là lớn, và mình trân trọng. Và đôi khi chính những cái câu chuyện đấy đó mọi người ạ, mình gần gũi với được nhiều người hơn, mình biết được chị Vi nè, mình biết được bạn Thành nè, mình biết được ai nữa ạ, Bảo nè, anh Trung Béo ở Bảo Lộc nè, rồi anh Thuấn ở Quảng Ninh nè, rồi các bạn ở bên Nhật Bản như là Danh nè, rồi Thảo nè, vân vân, rồi ngay cả như Trang nè, ngay cả như chị Chi nè. Và mình tin chắc á, là những cái chuỗi video của chúng ta mọi người ạ, nó sẽ càng ngày càng càng đi sâu vào trong nhiều người hơn, nói thật. Và mình tin chắc những cái video về nhận định thị trường chứng khoán hàng ngày nè, và bây giờ là cái thêm một cái chuỗi là series video tự học chứng khoán, mình sẽ chia sẻ hết tất cả những gì, và đặc biệt nó sẽ đi lên từ yếu tố cơ bản đến thực chiến nha. Còn thật sự á, có nhiều anh chị, có nhiều bạn bè của mình và nói là Thái ơi, khi nào là Thái mở lớp đăng ký học thì là sẽ học liền. Thì ok, cái chuyện đó là chuyện của tương lai, nhưng mà chắc chắc có lẽ trong tương lai thì mình sẽ thực hiện, nhưng mà có lẽ là mình chỉ trong gói gọn cái lớp mà sau này mình có dạy á ha, thì mình chỉ gói gọn thôi, mình không phải là mang tính chất là đại trà để kiếm tiền các bạn ạ. À, dĩ nhiên mình đang khó khăn, mình đang làm công việc, và dĩ nhiên cái đồng tiền chúng ta cần hàng ngày chúng ta cần phải lao động mọi người ạ. À, nhưng đôi khi á, mình sẽ có một cái sự gì ạ, chọn lọc nhất định để mình sẽ triển khai một cái lớp nào đó trong tương lai ha, chứ mình không phải là người đi dạy để, dĩ nhiên đi dạy để kiếm tiền thật sự ai mà không ham các bạn. Tuy nhiên mình sẽ giới hạn lại cái đó, và cái đó là câu chuyện của sau này. Còn hiện tại với một cái chuỗi series video này ha, mình tin chắc rằng á, nó sẽ giúp ích được cho rất rất là nhiều người ở ngoài kia. Và mình hy vọng rằng mọi người ơi, mọi người hãy cùng nhau dành 10 đến 15 phút mỗi một cái video tự học chứng khoán này ha. Mọi người sẽ dành thời lượng đó, mọi người tập trung. Một là mọi người lấy giấy bút, hai là mọi người có thể là dùng cái màn hình thiết bị thông minh của mọi người ha, ghi chép lại. Rồi, và mình tin rằng á, giống như chị Vi nói không, và giống như anh Trung Béo nói là cái niệm lành mình gửi, mình trao đi điều tử tế ha, chắc cú là chúng ta sẽ nhận được cái nhân quả thích hợp trong tương lai thôi. Và mình tin điều này. Và nếu như thật sự mà các bạn có quý mến mình ha, thì các bạn đôi khi ha, một cái tách cà phê, một cái sự trân trọng của các bạn nha, nó sẽ là động lực rất lớn để mình càng ngày càng có năng lượng để tiếp tục cái công việc này ha. Và đây sẽ là cái ngày đầu tiên để mình bắt đầu làm cái video này, bắt đầu nha mọi người. Thì giống như là chúng ta có đọc được quá nhiều bình luận của mọi người ở mỗi ngày,
thì mình sẽ triển khai cái video đầu tiên á, là mình sẽ đi làm cái gì mọi người? Sẽ đi thiết lập một cái màn hình để mọi người là nhìn trên đó, mọi người có thể là đọc biết được là mỗi một ngày mình làm cái gì, mình giao dịch bằng cái công cụ nào, bằng những cái hệ thống nào, mọi người tham khảo, mọi người xem để mọi người là thiết lập đúng y cái màn hình này. Đôi khi đây chỉ là góc nhìn cá nhân thôi, tuy nhiên là mọi người không biết là cái file nó sử dụng ra sao ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào ha. Trước mắt là chúng ta hết mấy phút cuộc đời nha. Rồi từ đây về sau thì có thể là rơi vào thứ tư hoặc là thứ sáu gì đó ha. Mình sẽ làm một cái video, và mình quan trọng nhất bây giờ của mình á, là trông cho mình có sức khỏe nè, để mình vừa làm cái video nhận định thị trường hàng ngày nè, mình có công việc giống như là mình cũng có thêm cái thu nhập từ mọi người ha. Đó, và bên cạnh đó đó là trong tương lai á, mình hy vọng rằng cái kênh của chúng ta càng ngày càng phát triển nè. Rồi các bạn đầu tư mà các bạn có cái quả ngọt á, thì các bạn hãy san sẻ cái điều đó cho những người khổ hơn chúng ta nha mọi người. Là đó là cái điều mà các bạn đã cảm ơn mình rồi đó ha. Và mình rất là vui vì điều này. Còn hiện tại trên Zalo của mình á, mình nhận được rất là nhiều tin nhắn, cho nên mọi người thương và thông cảm mình là mình chỉ tương tác và hỗ trợ đối với những anh chị nào mà thật sự nha có trao đổi và mọi người đã có những cái món quà. Bởi vì sao mọi người ạ? Vì nó công việc mình nó quá nhiều và trên thị trường này cũng rất là nhiều thứ, cho nên là thôi thì mình sẽ hướng dẫn và hỗ trợ cho mọi người qua kênh YouTube khi mọi người đặt câu hỏi. Còn đối với những ai mà có gửi cho mình những món quà về vật chất ha, mọi người vui lòng là mọi người hãy chụp cái màn hình đó lại cho mình và mọi người hãy gửi qua cái tin nhắn Zalo để mình từ đây về sau là mình sẽ biết, và mình sẽ biết ai là ấy. Tại vì là mình nhận quá nhiều tin nhắn cho nên mọi người thông cảm là mình không thể nào trả lời hết được ha. Rồi thôi, bây giờ là ngắn gọn thôi mọi người, chúng ta sẽ đi vào nội dung chính nè. Ok ha. Rồi bây giờ nha mọi người ơi, bây giờ ha, cái màn hình của mình là như thế này. Bây giờ mình sẽ bỏ hết tất cả những gì mình đang thể hiện trên màn hình để cho mọi người là cùng thiết lập như thế này nha. Thì bài 1 là mình sẽ hướng dẫn mọi người thiết lập cái chuỗi hướng dẫn về sử dụng file ha. Mình sẽ bỏ đi các chỉ số này ha. Rồi bỏ luôn hết tất cả này. Như vậy là hiện tại là chúng ta trống trơn luôn mọi người. Khi mọi người đăng nhập vào file là giống như tài khoản đây này ha, Thái Ngô Capital này ha, mình đang sử dụng một cái bản miễn phí thôi chứ không phải là bản pro ha. Nói chung là không có tiền mình có không sử dụng là cái bản mà có phí, nhưng mà các bạn là nên ưu tiên sử dụng những bản có phí ha. Ok ha mọi người. Rồi bây giờ nha, bây giờ mình sẽ đi thiết lập cho mọi người coi nè. Đầu tiên á là cái màn hình mình là hiện tại nó chỉ như thế này thôi, thì bây giờ là mình sẽ click vào đây mọi người ha, bấm hai cái vào đó. Bây giờ là nếu như mà chưa có cái khối lượng đúng không ta, mình sẽ xem cái khối lượng ở đâu. Hiện tại là chưa có khối lượng trong cái này nè, mình sẽ xem thử là trong này nó thể hiện là một cái bảng để mọi người là thay đổi màu sắc này, nhưng mà mình nghĩ là để in cái phông định dạng như vậy là ổn rồi. Bây giờ mình sẽ đưa vào trong màn hình này những cái gì mọi người biết không ạ? Những cái đường EMA nè, những cái dãy Bollinger Band nè, rồi sau này mình sẽ giải thích là những cái này là sử dụng cho cái gì ha. Đầu tiên là các bạn bấm vào cái chỗ mà các chỉ báo nha, click vào. Rồi, EMA, mọi người gõ chữ EMA tức là đường trung bình đó ha, là Moving Average này mọi người ha. Click vào đây là một đường nè, là đường EMA 10 nè ha mọi người. Thứ hai là EMA 20 nè, thứ ba là EMA 50 nè, rồi EMA 100 nè, EMA 200. Rồi như vậy là mình làm trước mắt là mình click vào là được 5 cái EMA đúng không mọi người? Ok chưa? Rồi tiếp tục nha. Từ từ đi, lát nữa mình sẽ thay đổi luôn, còn không bây giờ mình sẽ thay đổi cho mọi người từng cái nè. Đường EMA thứ nhất là họ thiết lập mặc định, các bạn bấm vào cái bánh răng cưa nè nha mọi người. Click vào đây. Rồi chiều dài là mình sẽ lấy là 10 nè, tại vì mình sử dụng là EMA 10 ngày ha. Rồi còn sau này mình sẽ giải thích tại sao nó là EMA 10 ngày cho. Bây giờ ha, mình sẽ thay đổi cái màu sắc này trở thành cái màu cam đi ha, cho mình dễ nhìn. Rồi cái điều thứ nhất. Điều thứ hai xong. Ok, một cái đường nè. Một đường ha. Đường thứ hai là các bạn coi tiếp tục nè. Mình sẽ nâng cấp nó lên, chiều dài bây giờ là đường EMA 20. Bây giờ mình sẽ bỏ thành là cái màu gì ạ? Màu đỏ ha. Qua cái phần định dạng này ha. Màu đỏ. Rồi tiếp tục là mình bấm ở đây, tiếp tục là chúng ta sẽ qua cái đường thứ ba dưới này mọi người, rất là dễ nha. Bấm vào cái phần cài đặt, bấm đinh cưa nè, sau đó là mình 10 tới 20 mình sẽ thay đổi thành 50, rất là dễ. Mình sẽ hướng dẫn mọi người từng bước một, sau đó mọi người click qua phần định dạng nè. Rồi tiếp tục là mọi người sẽ bấm vào cái màu sắc mà mọi người chọn ha, thì mình ở đây là mình chọn cái màu là màu xanh như thế này, màu xanh này ha. Rồi các bạn nếu như muốn mà thay đổi cái màu sắc mà tùy theo cái sắc tố ha, ví dụ như là xanh, bạn muốn xanh theo kiểu nào bạn vô đây này ha, một là xanh theo kiểu này, hai là các bạn là chọn màu này, tức là bạn click vào cái nút chỗ này có dấu cộng nha mọi người ha, rất là dễ nè. Rồi đối với mình là mình chọn cái màu này, ok rồi ha. Rồi xong được cái đường EMA 50.
tiếp tục là cái đường email mình, đường email này các bạn bấm vào đây nè, các bạn chọn là email 100 ha. Có những người là người ta sử dụng là đường email 150 nhưng mà mình thì mình thích là email 100 thì mình dùng thôi ha, tùy. Nhưng đó, đối với cái hệ thống của mình sử dụng đường email 100. Rồi cái màu sắc là mình chọn màu đen đi chẳng hạn, tại vì mình thiết lập nó quen mắt mình mà mình nhìn từ trước tới giờ ha. Rồi tiếp tục cái chỗ này là cái đường cuối cùng là mình chọn cái màu gì mọi người? Chiều dài là chúng ta sẽ nâng lên là 200. Sau đó là cái phần định dạng á, là mình sẽ để nó thành một màu tím này ha. Còn không thích màu tím này thì mình để màu tím khác cũng được. Quan trọng là các bạn tùy chọn thôi. Rồi, như vậy là sau đó ha, các bạn click vào đây nè là các bạn giấu được cái đường này ha, cho nó cái màn hình chúng ta nó dễ làm việc. Còn không các bạn để ra sổ xuống. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần là ví dụ như các bạn là để cho nó khỏi rối mắt ha, mình để những đường EMA 10, 20, 50 là những đường thẳng, còn những đường kia là mình để đường chấm bi thôi. Và đây chính là cái câu hỏi mà mọi người hỏi rất là nhiều nè, tại sao anh Thái để được chấm bi được á. Thì các bạn vào bánh anh cười lại nha, các bạn vào cái phần mà chỗ này nè, bên cái phần mà chỗ phần biểu đồ ha, bỏ cái màu sắc đường thẳng, các bạn click vào chỗ này gợn sóng nè, click vào các bạn sẽ có là các vòng tròn ha, bóng rồi ok nó sẽ ra chấm bi đúng không mọi người. Tiếp tục cái đường mà 200 á, mình để là rồi đường vòng tròn xong. Như vậy là hiện tại là chúng ta đang có những cái gì mọi người? Thứ nhất là những hệ thống những đường email, và những cái đường trung bình này là những cái đường mà người ta thường sử dụng ha. Người ta thường sử dụng để xác định được những cái hỗ trợ và kháng cự. Chúng ta chưa bàn về những cái cấu trúc nén nha. Sau này là mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là những cái cách để các bạn đọc được đồ thị nén nè. Nén này là gọi là nén gì nè, nén Marubozu hay là nén xuyên thấu hay là nén Harami mẹ bồng con nè, đúng không? Hay là nến gì mọi người, nến Doji, chuồng chuồng, rồi sau mai, sau hôm, vân vân và vân vân á, rất là nhiều ha. Nhưng mà trước mắt là mình sẽ làm từng bước đơn giản cái đã, hợp lý chưa? Rồi ha, giờ là các bạn đã có những đường EMA. Nhớ nha, bây giờ các bạn là tiếp tục mình sẽ bấm vào các chỉ báo nè. Mình chọn là Bullizaben, BB đi thì nó cũng ra nè, giải Bullizaben nè. Còn không các bạn phải ghi rõ là Bullizaben nha, còn mình chỉ search hai chữ thôi là BB là ra. Ok. Thì bây giờ ha, mình sẽ thay đổi cũng vào cái bánh đanh cưa này ha. Cái đường trung tuyến tức là cái đường giữa, mình hay nói đùa là cái đường giữa lòng sông nha mọi người. Bây giờ mình sẽ chọn màu đỏ để cho nó tiệp với lại cái đường mà MA20 luôn. Là một cái ha. Ok chưa mọi người? Rồi. Như vậy là bây giờ ha, chúng ta còn cái gì ạ? Cái khúc giải Bullizaben tức là cái đường này nè, cái đường viền trên và cái đường viền dưới. Bây giờ mình sẽ thay đổi luôn. Thì mỗi lần các bạn thay đổi, các bạn vào phần cài đặt nha. Rồi, các bạn bấm vào cái gì ạ? Cái màu sắc. Cái phần phía trên là mình sẽ chọn cái màu nó màu này cho nó nhẹ dễ nhìn. Tiếp theo là cái đường màu dưới thì mình sẽ chọn là nhẹ cho nó dễ nhìn. Rồi, còn cái khu vực mà plus background là mọi người, thì lúc này là các bạn là chọn cái màu sắc nào ở giữa cái vùng lòng sông á, thì mình chọn cái màu này cho nó dễ nhìn thôi. Rồi, thì bây giờ là mình đã có cái gì mọi người? Đã có là những đường EMA, đã có là cái dải Bullizaben. Thì sau này là nguyên lý sử dụng như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người ha. Trước mắt là các bạn đã có được một cái hệ thống như thế này cái đã. Rồi, bây giờ là các bạn là chọn cái phần chỉ báo, các bạn vô phần cái phần khối lượng ha. Volume, bạn click vào volume, rồi nó sẽ ra đúng không mọi người? Nhớ nha, ví dụ các bạn muốn xóa volume thì các bạn muốn xóa bất cứ một cái nào ha, các bạn chỉ bằng vào cái phần là loại bỏ nè. Rồi bây giờ mình làm lại nha, chắc chỉ báo khối lượng nè. Mình hướng dẫn này là cho các bạn sử dụng luôn sau này đó. Khối lượng là tiếng Việt đi ha, cho nó dễ. Chắc không có ai hướng dẫn cái kiểu này nữa. Rồi ok, mình sẽ làm từng bước một. Rồi, thì trên cái phần volume thì các bạn làm cho mình một cái công đoạn nè. Bấm vào đây, hoặc là các bạn vào bấm cái bánh răng cưa này nha mọi người. Click vào, sau đó các bạn là chọn cái volume EMA, tức là sao ạ? Bạn cứ click vào đây đi nha, click vào. Sau đó ví dụ như mình chọn cái màu, hoặc là các bạn để im cũng được. Rồi, các phần định dạng là mình chọn là 20 phiên. Tức là như thế này nè các bạn, đây là cái đường trung bình của 20 phiên mà nó tính trên cái khối lượng nha. Còn đây là trung bình khối lượng, là đây còn những cái đường trung bình trên đây nè mọi người, là nó tính dựa trên những cái nến này nè. Còn đây là ví dụ nha, mình muốn tính là một ngày nào đó đẹp trời, các bạn đọc một cái bài báo hoặc là một cái bài phân tích của các chuyên gia nào đó trên thị trường nha, người ta nói là các bạn ơi, thị trường ngày hôm nay á là VN-Index nó bắt đầu nó có một cái trạng thái là sao ạ? Khối lượng là đạt cái tính thanh khoản rất là cao, vượt hơn 50% của khối lượng trung bình 20 phiên, hoặc là nó vượt luôn cao hơn trung bình của 20 phiên. Thì lúc đó các bạn hiểu là sao ạ? Là ngày hôm nay luôn, mình sẽ mục sở thị nha. Đây, chỗ này nè. Đó,
là đây cái ví dụ như mình sẽ đọc đồ thị này bằng cách như thế này. À, các bạn nhìn trên màn hình ha các bạn ơi. Mình sẽ nói như thế này, mình phân tích là hiện tại đồ thị này cho ta thấy được một cái điều đó là sao ạ? Là hiện tại cái tính thanh khoản thị trường ngày hôm nay á nó đang cao hơn cái mốc trung bình của 20 phiên giao dịch gần đấy. Rõ ràng là các bạn biết là cái đường màu này nè, nó là cái đường thể hiện cho cái gì ạ? Cái trung bình của 20 phiên những cái phiên giao dịch này, có phiên là khối lượng nó khoảng là 500, có phiên là 600, có phiên là 800. Ok chưa? Rồi, cơ bản là chúng ta đã đi qua được cái phần thiết lập đầu tiên, rất là hợp lý ha. Rồi, cho như là cái bài đầu tiên chúng ta là nó đang dừng ở đây ha. Rồi những cái bài sau thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người tiếp tục là mỗi bây giờ nha. Mình up cái video này lên, mọi người có câu hỏi gì nhiều nhất á, mọi người để đó cho mình nha. À, mọi người quan tâm về cái gì thì sau này mình sẽ tổng hợp lại và mỗi một tuần nào đó mình sẽ dành khoảng là 1 đến 2 bài để mình hướng dẫn cho mọi người. Mọi người vui lòng là từ những bước cơ bản như thế này nha mọi người. Thì Lão Tử có một cái câu là hành trình vạn dặm đều bắt đầu từ những bước chân. Thì mình cũng hy vọng là các bạn là hãy cho mình một cái bước chân nào đó cụ thể rõ ràng như vậy nha. Đừng có khi dễ những cái gì cơ bản trong thị trường. Nó đều hình thành những cái từ những điều đơn giản thôi nha mọi người. Thì đây là những cái nỗ lực mà mình hy vọng nó sẽ giúp được cho mọi người trong cái chặng đường đầu tư của mọi người nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái chuỗi video tự học chứng khoán ở video sau nha. Rất là hay nha. Rồi, bye bye. Rồi, hãy thực hành nha. Có gì mà không không khó thì có gì mà trở ngại các bạn cứ coi lại nha. Rồi, bye bye. Xin hẹn gặp lại nha.